Dâu tầm, vào mùa thu hoạch, chín đỏ vùng ven ngoại thành Hà Nội. Cứ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, những vườn dâu ở xã Hiệp Thuận huyện Phúc Thọ, Hà Nội, vào độ chín, mùa thu hoạch bắt đầu từ giữa tháng 2 âm lịch và kéo dài khoảng một tháng. Khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm, vườn dâu ở xã Hiệp Thuận Phúc Thọ, Hà Nội chín rộ, mùa thu hoạch bắt đầu từ 20 tháng 2 âm lịch và kéo dài khoảng một tháng. Hiện nay, toàn xã Hiệp Thuận có khoảng 15 hectare. Một xào trồng khoảng 40 gốc dâu. Trung bình, mỗi gốc sẽ cho thu hoạch khoảng 100 kg quả vụ. Vườn dâu nằm cạnh sông đáy, nơi có lượng phù sa dầu dinh dưỡng. Những cây dâu tằm trồng thu hoạch có tuổi từ 5 tháng năm tuổi. Khi quả dâu chuyển, màu nửa đỏ, nửa đen, người dân trải bạt phía dưới, bắt đầu thu hái. Quả dâu nhỏ, dễ dập, nên người nông dân phải hái tay hoàn toàn. Hiệp thuận là một trong những địa điểm trồng nhiều dâu tằm ở khu vực miền Bắc. Nhiều chủ vườn ở đây chia sẻ, năm nay, mặc. Dù sản lượng dâu không thực sự cao so với những mùa vụ trước do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng tại một số vườn dâu quả vẫn chín mọng đều và đẹp mắt. Người dân ở đây cho biết hầu hết các vườn đều trồng chủ yếu là hai loại dâu, dâu tầm ta và dâu tầm tây. Trái dâu chín đen đỏ, mọng nước, chất lượng phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu trời nắng nóng dâu ngọt, khi mưa dâu nhạt hơn. Người dân hái dâu từ sáng sớm để dưới gốc có bóng mát tránh mất nước. Trái dâu tầm có thể dùng để ăn trực tiếp hoặc ngâm nước. Nước dâu ngâm là một loại thức uống, được yêu thích trong mùa nóng nực gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Từ khi bắt đầu, vào vụ thu hoạch dâu, nhiều thương lái đã đến tận vườn để thu mua số lượng lớn với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng kg. Tại các vườn dâu ở xã Hiệp Thuận, việc thu hoạch dâu thường do các thành viên trong gia đình đảm nhiệm. Những quả dâu tầm chín mọng, đen bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, vào những ngày dâu chín rộ, nhiều chủ vườn phải thuê nhân công thu hái với giá giao động trong khoảng từ 120.000 đồng trừ 130.000 đồng một người một ngày. Các hộ nông dân cho biết việc thu hoạch dâu vất vả hơn so với việc trồng và chăm sóc loại cây này. Ở đợt vào vụ trung bình mỗi ngày, tại xã Hiệp Thuận xuất đi hàng tấn dâu, đợt cao điểm có thể đạt hơn 10 tấn dâu xuất đi mỗi ngày. Hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại